cuộc sống hiện đại với quá nhiều áp lực, quá nhiều mệt mỏi, đã đến lúc chúng ta cần tắt máy tính, cất điện thoại và cho mình một khoảng không gian để là chính mình. Chắc các bạn cũng vậy, đã quá lâu rồi chúng ta quên chăm sóc bản thân. Hãy dành một chút thời gian để gọt bỏ những bụi trần, những lo lắng, những toan tính của cuộc sống. Và hãy chăm sóc bản thân nhiều hơn. Hãy chuẩn bị để chúng ta cùng tận hưởng. Gác lại những lo âu, những tính toán thiệt hơn, gác lại những mệt mỏi trong cuộc sống, chuẩn bị hành lý để chúng ta lên đường, tìm một nơi nào đó để chúng ta trở lại là chính mình. Chuẩn bị xong rồi thì chúng ta bắt đầu tận hưởng cuộc sống thôi. Sẽ chẳng là gì dù chúng ta có một mình đi chăng nữa. Thành thị, bỏ lại cuộc sống ồn ào ở phía sau. Tôi chọn cho mình một địa điểm thuộc về tự nhiên, bên cạnh một bờ hồ, gần với một khu rừng, để cho mình được trở về với thiên nhiên. Việc đầu tiên là cần chuẩn bị cho mình một không gian thật lý tưởng để chúng ta có thể thảnh thơi, thư thái và tận hưởng cuộc sống sau những chuỗi ngày no âu và mệt mỏi với công việc, những áp lực, những toan tính thiệt hơn trong cuộc sống. Một mình có vẻ hơi buồn, và để tạo dựng không gian riêng tư có vẻ hơi vất vả một chút. Nhưng chẳng sao, một mình rồi cũng quen. Mọi thứ cũng sẽ trở nên đơn giản nếu như chúng ta suy nghĩ theo một hướng tích cực hơn. Cứ thong thả, cứ thư thái, cứ bình tĩnh, từng chút một, tất cả rồi cũng sẽ ổn, mọi việc rồi cũng sẽ xong.
đối với việc dựng lều. Với một số bạn có thể là khó khăn, nhưng đối với tôi, một người quá quen với việc đi đâu đó một mình, thì điều này đã hết sức bình thường. Nó nhẹ nhàng như cân đường hộp sữa đấy mà. Thì trong chốc lát thôi là đã tạo dựng xong một không gian riêng tư dành cho chính mình. Dù không có bàn tay của bất kỳ ai, tự mình vẫn có thể làm nên tất cả. Tự mình tạo dựng cho mình cái không gian riêng tư. Tự mình tạo ra cho mình một khoảng thời gian đủ để chúng ta có thể nghỉ ngơi, có thể thoải mái. Rồi chỉ một chút như vậy thôi, tất cả đã xong. Và bây giờ là lúc chúng ta bắt đầu sống ảo được rồi. Hãy cho mình là một đứa trẻ. Sống ảo xong rồi thì cũng không quên việc là chúng ta dù đi chơi thì cũng phải ăn, cũng phải uống. Đặc biệt ở bên một bờ hồ với cái view cực kỳ đẹp và một không gian yên tĩnh như thế này sẽ là lý tưởng. Nếu như chúng ta có một món gì đó để nhâm nhi, hôm nay tôi chọn cho mình một món thịt nướng, một món ăn rất là quen thuộc, chẳng có xa lạ tí nào cả. Nhưng mà nó đặc biệt bởi vì hôm nay tôi tự tay làm mọi thứ. Và hôm nay tôi sẽ thưởng thức món ăn này một mình. Nói đến cái từ một mình thì nghe có vẻ nó hơi buồn các bạn nhỉ. Nhưng không sao, đó là chúng ta nghĩ như thế thôi. Trong cuộc sống thì đôi lúc một mình cũng là một việc tốt. Chúng ta tự tay làm mọi việc, tự mình phục vụ cho mình và tự mình hưởng thụ cuộc sống của mình, không vướng bận, không bon chen và cũng chẳng tranh giành với ai. Một món ăn, một chai nước, một ly cà phê, đơn giản thế thôi là đã đủ cho chúng ta tận hưởng cuộc sống của mình rồi. Và quan trọng hơn hết là chúng ta có thể gạt bỏ được cuộc sống hiện tại sang một bên để tận hưởng mà không phải lo nghĩ bất cứ một thứ gì. Như vậy là đã xong. Nước đã có, cà phê cũng đã có, và chuẩn bị là món thịt nướng nữa thôi là đã đầy đủ tất cả rồi. Như vậy là mọi lo toan, mọi mệt mỏi của cuộc sống thường ngày đã được xóa đi hết. Chúng ta không xa rời cuộc sống hiện tại, chỉ đơn giản là chúng ta tạm gác nó sang một bên để dành một chút cho riêng mình, để nghỉ ngơi, để tận hưởng, để giải tỏa những áp lực và để trở về với cuộc sống là chính mình. Tất cả đã xong, bắt đầu đánh chén và tận hưởng thôi. Tôi hy vọng không phải chỉ tôi mà các bạn cũng vậy, hay bất kỳ ai cũng thế, sẽ luôn có những khoảng không gian cho bản thân để được là chính mình, không phải no toan bộn bề với những áp lực, với những tranh giành của cuộc sống. Đôi lúc cứ khùng điên một chút, có lẽ cuộc sống sẽ trở nên vui vẻ hơn, phải không các bạn?